Tiêm kích NATO đánh chặn máy bay bí ẩn nhất của Nga. Mới đây Không quân Bỉ đã công bố một bức ảnh cho thấy những khoảnh khắc theo phía Bỉ là khá khó chịu đối với Nga, đó là một trong những máy bay quân sự hiếm gặp nhất của Nga, chiếc TU-134 UBL Blackpear đã bị chặn trên bầu trời biển Baltic. Báo cáo của Không quân Bỉ cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân Bỉ đã chặn một phi cơ TU-134 UBL của Nga, thường được gọi là ngọc trai đen vì màu sắc của nó. Chiếc máy bay này thường được sử dụng trong lực lượng không gian vũ trụ Nga để huấn luyện phi công và hoa tiêu cho máy bay ném bom chiến lược TU-160 và TU-22M3. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, thực chất của vụ việc không phải là vấn đề đánh chặn vì cuộc gặp gỡ giữa máy bay Nga và Bỉ diễn ra trên không phận quốc tế và do đó sẽ hợp lý hơn nhiều khi sử dụng từ hộ tống. Tuy nhiên sự việc trên vẫn diễn ra bất chấp lộ trình của chuyến bay đã được báo cáo trước, do vậy phía Nga cho rằng đây là hành động khiêu khích của NATO và không loại trừ sẽ xảy ra những hành động tương tự tiếp theo. TU134UBL được phát triển vào đầu những năm 1990 trên cơ sở máy bay chở khách TU134. Về thiết kế, TU134UBL có phần mũi nhọn tương tự oanh tạc cơ chiến lược siêu âm TU22M và TU160. Phần mũi mở rộng của chiếc máy bay này được sử dụng để chứa radar và các thiết bị khác, cũng như chỗ ngồi cho 12 học viên. Được biết trong giai đoạn năm 1981 đến 1984 đã có khoảng 90 máy bay với tên gọi là Brezhnev, Ngọc Trai Đen, tên gọi khác của Tu-134 UBL được sản xuất và hiện tại chỉ còn một vài chiếc đang phục vụ trong lực lượng không quân nga. Hoạt động của dòng máy bay huấn luyện TU-134UBL chỉ mới được khôi phục lại vào đầu năm 2019 sau khi nó trải qua quá trình đại tu, sửa chữa lớn đi kèm nâng cấp tại nhà máy hàng không dân dụng gần thủ đô Minsk. Hiện tại chưa rõ chiếc TU-134UBL được nâng cấp những gì, nhưng theo dự đoán thì nó đã tiến hành thay thế các thiết bị điện tử hàng không thế hệ mới cũng như tích hợp các loại khí tài tương đương loại lắp trên oanh tạc cơ TU-160M2 và TU-22M3M để tạo thuận lợi cho công tác huấn luyện tác chiến. Hệ thống tác chiến điện tử của Nga làm cho F-22 và F-35 lạc lối ở Trung Đông. Thưa quý vị, kể từ khi quân đội Nga tham gia vào cuộc nội chiến ở Syri, lực lượng chính phủ Syri đã liên tục giành chiến thắng. Cùng với đó, Mỹ cũng dần mất quyền kiểm soát tình hình Syri. Nga hỗ trợ chính phủ Syri, đồng thời cũng biến Syri trở thành nơi kiểm nghiệm thực tế hiệu quả chiến đấu của nhiều loại vũ khí mới. Theo thống kê của đài truyền hình Al-Jazeera, hôm ngày 15 tháng 2, Nga đã đưa đến Syri hơn 300 vũ khí mới, bao gồm máy bay chiến đấu Su-57, tên lửa phòng không S-400, robot chiến đấu, hệ thống tác chiến điện tử máy bay ném bom. Đáng chú ý, trong số các loại vũ khí mới của Nga, hệ thống tác chiến điện tử mặt đất Brasuka là cái tên ít được nhắc đến, nhưng lại là sát thủ hiệu quả nhất của Moscow ở Syria. Hệ thống này đã chiến thắng trong trận chiến bí mật với F-22 và F-35, khiến một số linh kiện điện tử của máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ bị tê liệt và suýt không thể trở lại căn cứ. Theo báo cáo mới nhất của tạp chí, The National Interest, các nguồn tin quân sự Mỹ tiết lộ rằng hệ thống tác chiến điện tử Prachukha của Nga thử nghiệm ở Syria đã làm hư hỏng nặng hai máy bay chiến đấu tối tân F-22 và F-35 của Mỹ chế tạo do bị can thiệp điện tử. Một số thành phần điều hướng của hai máy bay này đã xảy ra lỗi nghiêm trọng và cần phải được thay thế. Điều này cũng làm cho phi công mất phương hướng trong một thời gian và suýt không thể trở về căn cứ không chỉ có Mỹ, các phi công Israel thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công vào Syria. Cũng tiết lộ các máy bay chiến đấu của họ thường bị lội tín hiệu GPS. Có thể khẳng định Nga đã có công nghệ gây nhiễu ngăn chặn các máy bay chiến đấu phương Tây sử dụng GPS. Đây sẽ là một thảm họa đối với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào công nghệ dẫn đường thời gian tới. Hệ thống tác chiến điện tử Prasuka có thể gửi tín hiệu GPS giả dạ đến các máy bay, bay chiến đấu của Mỹ với cường độ mạnh hơn 500 lần so với tín hiệu GPS thông thường và có thể dẫn máy bay của Mỹ dạo chơi vài phòng ở Trung Đông, thậm chí là bay sang khu vực khác ở ngoài Trung Đông. Theo báo cáo, hệ thống tác chiến điện tử Prasuka có phạm vi gây nhiễu lên đến 300 km. Đáng sợ hơn, nó được lắp trên một khung xe, có thể cơ động trên các địa hình. Hệ thống này có thể khiến tất cả các vũ khí dẫn đường GPS bị hỏng, làm gián đoạn các cuộc tấn công bằng máy bay, không người lái vào căn cứ không quân Nga và cũng có thể tấn công điện tử vào hệ thống điều khiển trên các máy bay, bay chiến đấu tàng hình của Mỹ. Tướng Raymond Thomas tư lệnh Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Mỹ cũng cho biết, Nga đang sử dụng một loại hệ thống tác chiến điện tử mới để đối phó thiết bị liên lạc của quân đội Mỹ và các máy bay, bay chiến đấu của Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đây là hệ thống can thiệp vô tuyến mạnh nhất thế giới. Trên thực tế, các loại vũ khí của quân đội Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào tín hiệu GPS để dẫn đường chiến đấu, từ máy bay chiến đấu đến tên lửa, kể cả các chiến dịch hoạt động riêng lẻ cũng không thể tách rời hệ thống định vị toàn cầu. Trong 50 năm qua, Mỹ đã tham gia vào nhiều cuộc chiến như là chiến tranh ở Iraq, Afghanistan, chiến tranh Kosovo, nhưng các đối thủ của Mỹ đều không phải là những quốc gia sở hữu khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ. Tại chiến trường CD, vũ khí Mỹ đã thật sự gặp phải khắc tinh khi Nga căng dự vào, và lần đầu tiên trên chiến trường, Mỹ phải đối mặt với khả năng tác chiến điện tử ưu Việt. Điều này làm quân đội Mỹ thật sự bối rối. Không phải chỉ ở CD, Mỹ mới được ném trải khả năng tác chiến điện tử của Nga. Một số thông tin chưa được kiểm chứng cho biết, tháng 4 năm 2016, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 Fencer của không quân Nga và khu trục hạm USS Donald Cook lớp Alex Book của Hải quân Mỹ đã đụng độ ở Biển Đen. Sau khi sử dụng hệ thống tác chiến điện tử EW tích hợp làm tê liệt hệ thống điện tử của tàu USS Donald Cook và làm cho Su-24 hoàn toàn biến mất trên màn hình radar cảnh giới của tàu Mỹ, các phi công Nga đã điều khiển máy bay này áp sát tàu khu trục USS Donald Cook và thực hiện mô phỏng hành động và tấn công vào chiếc khu trục hạm này. Các cường quốc cãi vã, Nga lạnh lùng nói một điều. Một sự kiện quốc tế đáng chú ý là Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 vừa diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 tại thành phố Munich của nước Đức. Quy mô của sự kiện được quan tâm bởi nó thu hút khoảng 40 nguyên thủ quốc gia và 100 bộ trưởng từ khắp nơi trên thế giới, đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, một số thành viên của Ủy ban châu Âu, đại diện các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế. Khách mời đáng chú ý như là tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Canada Justin Trudeau, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Nhưng ngay khi hội nghị mới bắt đầu, nước chủ nhà Đức đã dội gáo nước lạnh lên các vị đại biểu, nhất là tới các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trong diễn văn khai mạc hội nghị ngày 14 tháng 2 cho rằng Cuộc cạnh tranh tay ba giữa các cường quốc này đang đe dọa trật tự toàn cầu và niềm tin làm gia tăng sự bất an. Ông cho biết, mỗi nước đó chỉ nhìn thấy vị trí của mình và đặt quyền lợi lên trên tất cả các nước khác. Nhà lãnh đạo Đức lên án cách tiếp cận ba đại cường với ngoại giao quốc tế. Ông Walter Steinmeier nói, ngay cả đồng minh gần gũi nhất của chúng ta là Mỹ dưới thời của chính phủ hiện hành đã bác bỏ ý tưởng về một cộng đồng quốc tế. Theo ông Walter Stemmer, hậu quả là chỉ có thêm sự bất tín, thêm vũ khí đe dọa an ninh an toàn, thậm chí tới cả cuộc chạy đua hạt nhân mới. Ông Walter Stemmer, người từng nắm ngành ngoại giao Đức trong 6 năm cũng nhắc lại, đồng thuận Munich 2014 khi Đức tỏ ý sẵn sàng nhận thêm trách nhiệm an ninh cho chính trị toàn cầu. Tuy nhiên tại hội nghị, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ ý kiến rằng nước ông đi con đường riêng. Ông Dương chuyển từ tiếng Trung sang tiếng Anh để nhấn mạnh đoạn trong bài viết diễn văn rằng Trung Quốc vẫn muốn một trật tự đa phương. Lịch sử dạy chúng ta rằng chúng ta chỉ có thể thực hiện được giấc mơ của nhân dân bằng việc duy trì đa phương và cải thiện hợp tác toàn cầu. Từ phía Mỹ, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên Ủy ban đối ngoại Thượng viện Đảng Cộng Hòa, lên tiếng bênh vực Tổng thống Donald Trump. Ông Graham diễn giải ý của ông Trump về nước Mỹ trước tiên chỉ có nghĩa là các đồng minh của Mỹ cần chia sẻ gánh nặng an à ninh. Sang ngày 15 tháng 2, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu về ảnh hưởng thu hẹp của phương Tây và khẳng định rằng quan điểm của châu Âu về việc Washington đã rút khỏi vũ đài quốc tế gọi là sự thổi phồng quá mức. Ông Pompeo nói, phương Tây đang chiến thắng và chúng ta đang cùng nhau giành chiến thắng. Theo lý lẽ của ngoại trưởng Mỹ Washington đang đóng vai trò chính trong việc duy trì an ninh của châu Âu với việc củng cố bờ đông của NATO giáp biên giới với Nga cũng như dẫn đầu nỗ lực đa phương để đánh bại tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Ông Papel nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phối hợp cùng nhau chống lại các mối đe dọa từ cái mà ông gọi là tham vọng lãnh thổ của Nga, hành động củng cố quân sự của Trung Quốc trên biển Đông và hành động của Iran ở Trung Đông. Tổng thống NATO Jens Stoltenberg cũng đã lên án các quan điểm bi quan tại hội nghị. Ông nói: "Hiện có sự cạnh tranh ở rất nhiều khu vực với nhiều nhân tố khác nhau, nhưng việc chỉ đơn giản than thở rằng chúng ta đã mất phương hướng sẽ không giúp chúng ta tiến lên phía trước. Châu Âu và Bắc Mỹ là các đối tác không thể thiếu." Tuy nhiên, tổng thống Pháp Macron nhấn lại những quan ngại của Đức, ông Macron cho rằng Mỹ đang suy nghĩ lại về mối quan hệ với châu Âu, điều càng củng cố thêm quan điểm của ông rằng lục địa này phải tự quyết định vận mệnh của mình." Ông nói: Chúng ta cần một chiến lược châu Âu để làm mới chúng ta và biến chúng ta thành một siêu cường chính trị chiến lược. Trong phiên thảo luận ngày 15 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper kêu gọi các nhà lãnh đạo an ninh thế giới cảnh giác trước các nỗ lực của Trung Quốc tác động đến các vấn đề thế giới, duy trì các kế hoạch để đạt được các mục tiêu của mình bằng mọi cách. Ông Esper nhấn mạnh tới sự thức tỉnh của cộng đồng quốc tế trước những thách thức từ Trung Quốc đối với các trật tự đã dựa trên các quy tắc quốc tế lâu đời. Ông chủ Lầu Năm Góc Esper nhấn mạnh, Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc, nhưng bày tỏ lo ngại về những gì ông nói là mục tiêu của Trung Quốc hiện đại hóa quân đội từ nay cho đến cuối năm 2035 và thống trị châu Á vào năm 2049. Liên quan tới cuộc chiến ngăn chặn Huawei, ông Esper nói, Chúng tôi đang khuyến khích các công ty công nghệ và đồng minh của Mỹ phát triển các giải pháp 5G thay thế và chúng tôi đang làm việc cùng với họ để thử nghiệm các công nghệ này tại các căn cứ quân sự của chúng tôi như chúng tôi đã nói. Phản bác lại, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, ông Esper và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng một chiến lược bất chính để giành được sự ủng hộ cho Huawei, đang nói dối. Ông Vương Nghị đáp trả, Mỹ không muốn thấy sự phát triển và trẻ hóa nhanh chóng của Trung Quốc. Theo ông này, điều quan trọng nhất là hai siêu cường nên bắt đầu đàm phán với nhau để tìm cách cho hai nước lớn có những hệ thống xã hội khác nhau sống hòa thuận và tương tác trong hòa bình. Một phát biểu khác đáng chú ý đến từ Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi ông tuyên bố tại hội nghị an ninh Munich rằng không ai và không gì có thể coi thường vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Ông nhấn mạnh Nga luôn nhớ về tinh thần đồng minh trong những năm tháng chiến tranh. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói, không ai và không điều gì có thể coi thường vai trò của Hồng quân, của toàn bộ nhân dân Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ luôn nhớ về tinh thần đồng minh trong những năm tháng chiến tranh, về khả năng đoàn kết của các quốc gia nhằm chống lại mối đe dọa chung, bất chấp sự khác biệt về ý thức hệ và bất đồng khác. Su-34 Nga nổi giận, Thổ Nhĩ Kỳ hốt hoảng ngừng chiến ở Idlib. Tình hình Syria đang ngày càng trở nên phức tạp và đất nước này đã trở thành chiến trường cho trò chơi của các cường quốc. Chỉ trong gần một tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động gần 200 xe tăng đến các khu vực xung đột ở Aleppo và Idlib để tham chiến. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt nhiều binh lính và phương tiện chiến đấu của quân đội Syria, SAA. Thậm chí là cả phương tiện chiến đấu của Nga cũng bị người thổ biến thành một đống sắt vụn. Chỉ trong hai ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho 170 binh lính Syria thiệt mạng, hủy diệt hàng trăm cứ điểm quân sự của SAA, tạo ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tác chiến của Damascus. Trong tình hình cấp bách này, Nga đã chính thức tra tay, không quân Nga đã điều động Su-34 để tham gia chiến trường Idlib và Ankara ngay lập tức yêu cầu đình chiến. Theo báo cáo của TASS hôm 12 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc pháo kích hủy diệt nhiều cứ điểm và trận địa phòng thủ của SAA. Trong đó, các căn cứ và trận địa của Nga thiết lập ở Idlib cũng vô tình bị người thổ tiêu diệt. Sau khi xảy ra sự kiện này, quân đội Nga đã ngay lập tức đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Quốc phòng Nga kịch liệt lên án các cuộc pháo kích của Ankara và yêu cầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức giải tán các trang bị quân sự đã bố trí tại Idlib và khu vực xung quanh. Nếu không, Ankara sẽ phải nhận những hành động đáp trả có hiệu quả của Moscow. Ngay sau tuyên bố của Nga, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ đưa ra tuyên bố cứng rắn mà còn từ chối rút lực lượng, đồng thời điều động thêm quân đến Syria. Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực sự làm cho Moscow nổi giận. Theo hãng thông tấn Pentapostagma của Hy Lạp ngày 12 tháng 2, không quân Nga đã điều động 6 máy bay chiến đấu Su-34 mang theo bom đạn xuất phát từ căn cứ không quân Mây của Nga ở Syria, tiến hành oanh tạc dữ dội vào các mục tiêu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở xung quanh Idlib. Cuộc không kích của không quân Nga kéo dài gần 30 phút và trạm quân sự tiền tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib bị tiêu diệt hoàn toàn. Căn cứ do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát không chỉ bao gồm các lực lượng vũ trang chống chính phủ Syria mà còn có cả các binh sĩ tinh nhuệ của Thổ Nhĩ Kỳ, sau cuộc không kích của không quân Nga, căn cứ này đã trở thành một đống đổ nát. Theo báo cáo sơ bộ của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc không kích của Nga đã làm ít nhất 13 binh sĩ thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân đã nhanh chóng rút khỏi căn cứ này, lùi ra ngoài vùng đệm quân sự hiện SAA đã kiểm soát căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ để lại. Theo tờ báo này, quy mô của các cuộc không kích do không quân Nga phát động không lớn, chỉ phá hủy một vị trí của thổ nhĩ kỳ điều này không phải là do nga không đủ sức mạnh mà là nga chỉ muốn cảnh cáo ankara không được mở rộng chiến tranh được biết sau khi quân đội nga tiến hành một cuộc không kích tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan đã khẩn trương ra lệnh cho binh sĩ của mình kiềm chế và ngay lập tức thực hiện thỏa thuận ngừng bắn lại một căn cứ quân sự của mỹ ở iran lại bị tấn công thưa quý vị một thông cáo quân sự iraq nói bao quả hỏa tiễn katyusha đã bắn vào khu vực vùng xanh bao quanh các tòa nhà của Đại sứ quán Mỹ. Thông cáo nói quả đạn thứ tư, tư đánh trúng một căn cứ hậu cần của các nhóm dân quân Iraq. Sáng sớm ngày 16 tháng 2, nhiều quả rocket đã rơi xuống khu vực quân sự gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, theo AFP. Vụ tấn công đã khiến cho còi báo động vang lên khắp khu vực ngoại giao được canh gác cẩn mật. Vụ tấn công hôm qua được thực hiện lúc trạng sáng, sử dụng các tên lửa nhỏ rocket và không gây ra thương vong nào người phát ngôn Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu phát biểu trên Twitter. Ông này không cho biết thêm chi tiết. Phóng viên của hãng tin AFP cho biết họ nghe nhiều tiếng nổ mạnh trong khu vực. Đây là cuộc tấn công thứ 19 kể từ tháng 10 năm 2019, nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq hoặc nhắm vào các căn cứ có quân Mỹ đồn trú tại Iraq. Khoảng 5.200 quân Mỹ hiện đồn trú tại nước này. Chưa có cá nhân hay lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công trên, Tuy nhiên, Mỹ cho rằng các nhóm thuộc lực lượng bán quân sự Hassett, al Ansabi do Iran hậu thuẫn đứng sau các cuộc tấn công. Tháng trước, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào Đại sứ quán Mỹ, một cuộc tấn công bằng rocket vào một căn cứ quân sự ở phía bắc Iraq hồi tháng 12 năm 2019 đã giết chết một nhà thầu dân sự Mỹ. Cho đến nay, chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công. Căng thẳng giữa Iran và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu hết cho đến nay được thể hiện trên đất Iraq trong vài tháng gần đây mỹ đã ám sát tướng cấp cao iran kassem soleimani và lãnh đạo dân quân iraq abu mahi al muhandis trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng trước ở baghdad sau đó iran thực hiện một cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa vào hai căn cứ quân sự ở iraq có quân mỹ đồng trú trong một diễn biến khác ở khu vực vùng Vịnh, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đã lên tiếng cáo buộc liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thực hiện vụ tấn công trả đũa hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 2, giết chết ít nhất 30 người trong đó có thường dân. Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Yemen nói, các báo cáo hiện trường ban đầu cho thấy có 31 dân thường bị giết và 12 người bị thương trong các cuộc tấn công vào tỉnh Anjou. Sự việc diễn ra sau khi nhóm Houthi tuyên bố bắn hạm một chiến đấu cơ Tornado của Liên quân hôm ngày thứ Sáu 14 tháng 2, Mỹ là đồng minh của Ả Rập Xê Út, trong khi Iran được cho là hội thuận nhóm Houthi. Nóng, thổ hà hơi thổi ngạt, phiến quân tổng phản công, chiến sự Syria ác liệt chưa từng có. Thưa quý vị, các nhóm phiến quân và khủng bố được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã phát động phản công ở Tây Nam Aleppo sau 72 giờ liên tục thất trận trước quân đội Ả Rập Syri, SAA. Với chủ lực là nhóm khủng bố Hayat Tari Ansam, viết tắt là HTS, các nhóm phiến quân và khủng bố đã bắt đầu cuộc phản công ngày 16 tháng 2 với chiến thuật thường thấy khi các xe bom tự sát được cơ động về các điểm phòng thủ của SAA ở thị trấn Kaf Halab. Trang tin AMN dẫn một nguồn tin tại mặt trận cho biết, ngay sau khi xe bom phát nổ, các tay súng phiến quân và khủng bố tận dụng thấy áp đảo đã xung phong vào vị trí phòng thủ của SAA gần đường phân giới hai tỉnh Idlib-Aleppo. Nguồn tin cho biết thêm rằng đụng độ dữ dội đang tiếp diễn. HTS và các đồng minh phiến quân mặt trận giải phóng quốc gia NLF do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được cho là đã đạt được một số thắng lợi nhỏ. Cuộc phản công gần nhất diễn ra cách đây hai ngày, khi lực lượng phiến quân và khủng bố với hỗ trợ hỏa lực của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ TAF đã cố gắng giành lại các khu vực gần căn cứ Trung đoàn Bộ binh 46 ở Tây Aleppo. AMN nhận xét rằng cuộc tấn công này đã kết thúc trong thảm bại vì khá nhiều tay súng viếng quân và khủng bố đã thiệt mạng và ít nhất là bốn phương tiện cơ giới bị phá hủy hoặc là bị bắt sống